chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Thế kỷ 21 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của công nghệ, cho ta thấy con người đã và đang ngày càng phát triển hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều này trở thành một con dao hai lưỡi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì công nghệ ngày càng phát triển thì con người lại càng dễ bị tiêu diệt. Đó là những công nghệ đặc biệt nào, hãy cùng nhau tìm hiểu trong chủ đề ngày hôm nay của Thế kỷ 22 nhé! Top 10 công nghệ sẽ tận diệt loài người trong tương lai. Một, vũ khí siêu vi. Dù chỉ bắt nguồn trên nền tảng nhỏ bé của phân tử, nhưng không gì so sánh được với tốc độ tàn phá của những vũ khí siêu vi trên trái đất. Mối đe dọa này xuất phát từ các yếu tố cơ bản liên quan đến sự sinh sôi, nhân bản liên tục theo các số nhân của chúng. Một chủ nghĩa chính trị, chính phủ hay bất kỳ cá nhân nào cũng có thể là thủ phạm gây ra thảm họa này bằng cách điều khiển thao túng những cỗ máy. Robot với kích thước siêu vi có khả năng ăn toàn bộ vật chất với tốc độ không tưởng, đồng thời tiếp tục nhân bản và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Viễn cảnh tồi tệ nhất về một thảm họa tận thế gây ra bởi những vũ khí siêu vi sẽ mất khoảng 20 tháng để đạt tới đỉnh điểm hủy diệt toàn nhân loại, nhưng vẫn có một số cơ may để ta lật ngược tình thế. Các nhà khoa học cho rằng họ có thể can thiệp trực tiếp vào cơ chế tự nhân bản của robot siêu vi, vì đó chính là chìa khóa để khẳng định vị thế và quyền làm chủ cuộc chơi. Một cách khác nữa, dù nhận lấy nhiều đánh giá tiêu cực về ứng dụng thụ động và không mấy hứa hẹn về tính hiệu quả của nó, đó là khiên tự trường phòng thủ. Một điều quan trọng nữa đó là tốt nhất đừng mất bò mới lo lầm chuồng. Việc tốt nhất cho nhân loại trước khi có một thảm họa kinh khủng nào đó xảy ra, đó là đưa ra những luật lệ nghiêm khắc và quản lý chặt chẽ đối với công nghệ vũ khí đáng sợ này. 2. Cỗ máy tiềm thức. Có lẽ đây là vấn đề thường bị xem nhẹ, ít nhiều cũng vì mức độ tiên tiến của công nghệ này chưa được phổ biến một cách đúng đắn trên phạm vi toàn cầu. Cỗ máy tiềm thức hay đơn giản hơn là tích hợp ý thức con người vào một hệ thống máy móc. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính toán từng đường đi nước bước cho công nghệ này nếu muốn phát triển nó. Nếu xét trên phương diện con người về cả thể xác lẫn tinh thần, dường như bước tiến này đi ngược lại nhiều tiêu chuẩn nhân đạo khi giam cầm bên trong môi trường số của máy móc một đối tượng sống như vậy. Năm 2003, triết gia Thomas Metzinger đã làm cháy lên một cuộc tranh cãi với mục đích phản đối sự vô nhân tính khi chế tạo những công nghệ, phần mềm, có ý thức và cảm xúc như con người. Tuy nhiên, không có một quy định nào cấm những nghiên cứu này tiếp tục được thực hiện. Rồi tương lai tới, nếu có một nhà khoa học điên nào đó bất chấp tất cả để tạo ra những cỗ máy này, con người chúng ta có lẽ sẽ phải đối diện với những thứ khủng khiếp hơn những gì mà chúng ta nghĩ. 3. Siêu trí tuệ nhân tạo. Stephen Hawking là người được mệnh danh là bộ não thiên tài của thời đại đã từng khẳng định rằng sai lầm lớn nhất của nhân loại là sáng tạo ra hệ thống AI. Thực vậy, với tiềm năng vượt trội hơn cả con người thì một viễn cảnh thảm khốc về sự đấu tranh chiếm hữu và thống trị nhân loại của những cỗ máy này sẽ không còn trong tưởng tượng nữa. Nó sẽ là một điều tất yếu phải xảy ra theo quy luật kẻ mạnh hơn thì sống sót. Lý do là bởi vì chẳng có gì đảm bảo rằng những AI được con người tạo ra sẽ hoàn toàn quy phục chúng ta mà không mảy may chống đối hay vượt tầm kiểm soát. Do đó, trừ khi tồn tại một giải pháp thực sự triệt để cho vấn đề này. Còn không thì việc chế tạo ra những hệ thống với khả năng toàn diện như vậy vẫn còn ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm không thể lường trước được. Nó thực ra không nên được tạo ra quá sớm, nhất là trong thời đại công nghệ của nhân loại vẫn còn non trẻ như hiện nay. 4. Du hành vượt thời gian. Con người có lẽ không đặt nhiều niềm tin vào tính khả thi của việc tạo ra những cỗ máy vượt thời gian hay sự tồn tại của các nhà du hành xuyên thời gian, bởi vì chắc chắn rằng nhân loại sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến sự có mặt của nó. Lý do là bởi vì những rủi ro và nguy cơ của những chiếc máy này có thể trở nên vô cùng khó lường. Điển hình như trong các bộ phim khoa học giả tưởng, ít nhiều cũng đã làm khá tốt khi cung cấp cho chúng ta một góc nhìn cụ thể và dễ hiểu nhất về những hiểm họa và nghịch lý điên rồ khi mạch thời gian vốn có đột nhiên bị gián đoạn hoặc thay đổi. Hơn nữa, nếu xảy ra hiện tượng du hành thời gian lượng tử làm xuất hiện các dòng thời gian ẩn thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới thực tại, thậm chí có thể hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng biết và nhận thức về các nền văn minh, công nghệ cũng như sự giao thoa giữa các nền văn hóa toàn cầu.
Vậy bạn nghĩ sao nếu nhà mình có một chú mèo máy Doraemon? Hẳn là không vui như tưởng tượng nhỉ? 5. Máy đọc suy nghĩ. Một thiết kế ra đời với năng lực của những dị nhân X-Men, đọc ký ức và suy nghĩ của người khác trong vòng một nốt nhạc mà không hề hay biết, thậm chí là từ cả một khoảng cách khá xa so với đối tượng. Tiếc là khó có khả năng một dị nhân như vậy được sinh ra trên hành tinh này, vì theo nghiên cứu của các nhà khoa học, bộ não của con người cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ tiến hóa tới mức đó. Và nếu như có thì nó phải được tích hợp với hệ thống mạng và các kênh liên kết truyền thông khác để thu thập dữ liệu nữa. Tuy nhiên, vào năm 2015, các nhà khoa học đến từ Hà Lan đã ứng dụng những phân tích dữ liệu của não bộ con người kết hợp với các thuật toán phức tạp của máy tính để tìm ra cách điều khiển những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của con người. Khám phá bất ngờ này đã bước đầu cho thấy tiềm năng con người tạo ra một chiếc máy thao túng tâm trí ở một mức độ chi tiết chưa từng có tiền lệ trước đó, tác động tới cả những gì chúng ta nhìn thấy, suy nghĩ và ghi nhớ được. Nhưng nếu công nghệ này rơi vào tay bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào nằm ở phe phản diện, không ai có thể đảm bảo 100% rằng cỗ máy này sẽ trở thành một thứ vũ khí làm hủy diệt hành tinh. 6. Thiết bị hắc não. Tương tự như những cái máy đọc tâm trí, khả năng tâm trí của chúng ta bị xâm nhập và biến đổi nhận thức dựa trên nền tảng số hóa không phải là bất khả thi. Chỉ cần một con chip cấy vào trong vỏ não là người ta đã có thể điều khiển được người khác. Và vì bộ não của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể tự thiết lập một tường lửa bảo vệ như trên các thiết bị máy móc, mọi thông tin và bí mật thầm kín nhất của chủ nhân sẽ bị phơi bày trong chốc lát cho kẻ khác. Không chỉ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, một nhóm các nhà khoa học quốc tế thuộc lĩnh vực thần kinh học cũng đã bất ngờ thử nghiệm vài ứng viên tham gia vào một hệ thống giao thức Internet đặc biệt với những cảm biến kết nối não bộ của họ với nhau. Dù chỉ thu được những số liệu sơ qua ban đầu nhưng kết quả vẫn rất khả quan. Điều này dẫn theo một loạt tác động không hề mong muốn, thậm chí là vi phạm nghiêm trọng nhiều điều luật về quyền riêng tư và bảo mật cá nhân. Viễn cảnh công nghệ này rơi vào tay những tổ chức cực đoan trên thế giới, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải trùng mình và ớn lạnh. 7. Robot sát thủ. Chẳng ai muốn mình sống trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm rình rập, sẵn sàng bị biến thành mục tiêu săn đuổi của con robot trong phim Kẻ Hủy Diệt đâu nhỉ? Thế mà vấn đề này đã gần như trở thành một mối lo thật sự. Việc tạo ra một cỗ máy biết yêu thương và bày tỏ cảm xúc thì vẫn là cả một thử thách và một chặng đường khá dài. Nhưng với một cỗ máy vô cảm, chỉ làm ra để giết chóc thì cảm xúc chỉ là yếu tố thừa thải, vô ích và dễ tạo ra hơn. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi con người đã đạt tới những thiết kế như vậy. Từ các loại phương tiện di chuyển đa năng cho tới cả người máy chiến binh phục vụ mục đích chiến đấu. Điểm khác biệt với các thiết bị điều khiển bằng tay khác là chúng có thể tự làm chủ quá trình phát hiện, nhận diện và truy tìm, kết liễu mục tiêu một cách hoàn toàn tự động. Thế nhưng, rủi ro tiềm ẩn ở đây chính là tính mạng của những đồng đội hay người dân vô tội có thể bị đe dọa khi chẳng may đứng trong làn đạn trùng với mục tiêu, hay nghiêm trọng hơn là nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Và ai có thể biết chắc được rằng, đến một lúc nào đó, khi tiềm lực quân sự robot đã đạt đến đỉnh điểm của công nghệ, thì con người liệu có bị qua mặt bởi chính đứa con AI của mình? Và nó có vùng lên nắm quyền toàn bộ hệ thống quân đội đó hay không? Chưa ai dám trả lời. 8. Vũ khí sinh học. Khi con người nhận thấy mức độ nguy hiểm và đáng sợ của những vũ khí sinh học, đã có nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi nổ ra. Tất nhiên, không có gì đảm bảo chúng sẽ không vì một lý do gì đó, vô tình hay cố ý, được thả ra khỏi phòng thí nghiệm, sau khi đã được biến đổi đột biến nhằm mục đích nào đó. Ví dụ như biến thể của virus cúm avian, khi lọt ra ngoài, nó có thể chôn một nửa dân số thế giới. Hay một dự án bắt nguồn từ Trung Quốc, tiến hành kết hợp, tạo ra một chủng virus mới từ cúm lợn và cúm gia cầm để nghiên cứu đặc tính, sau đó chế tạo vaccine và các phương thuốc đặc trị ngăn ngừa từ sớm. Nhưng liệu ai đã tính đến khả năng do sơ suất của đội ngũ thí nghiệm mà những virus này bị lọt ra khỏi khu cách ly và di chuyển trong bầu không khí? Hay một âm mưu được lên kế hoạch từ trước, đánh cắp hoặc vũ khí hóa virus nhằm mục đích chính trị, quân sự nào đó thì sao nhỉ?
chính nhà tù ảo. Trong trường hợp một tù nhân nhận hình phạt 35 năm tù bị cho là quá nhẹ tay, những nhà chức trách sẽ nâng mức phạt lên tù chung thân, đồng thời kết hợp với phương thuốc kéo dài tuổi thọ của tù nhân. Tuy nhiên, việc này lại đi kèm với một chi phí rất lớn và nó sẽ trở thành gánh nặng thứ hai đè lên gánh nặng đã vốn tồn tại từ trước trong xã hội, đó là cung cấp thức ăn và môi trường sinh hoạt cho các tù nhân. Do đó, các nhà khoa học đã sáng tạo ra một cơ chế cho phép tải lên và cập nhật dữ liệu não bộ, tâm trí của tù nhân sẽ được đưa vào một hệ thống lưu trữ, xử lý. Ở nơi này, với sự trợ giúp của công nghệ, 1.000 năm trôi qua ở đó sẽ chỉ tương đương với 8 tiếng rưỡi ở bên ngoài, thực tế theo trải nghiệm của bản thân đối tượng tham gia. Dĩ nhiên, khi mới nghe qua ta sẽ cho rằng đây là biện pháp có nhiều ưu điểm hơn hẳn, đặc biệt là ở khía cạnh kinh tế và xã hội. Thế nhưng về khía cạnh con người thì sao? Dù chỉ trải qua thời gian ảo bị khuếch đại lên so với thực tại, nhưng tác động và phản ứng tinh thần lại không hề ảo một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc những tù nhân bị giam cầm trong thế giới ảo từ sáng đến tối, bắt họ phải sống, tồn tại và lao động trong suốt một thiên niên kỷ, sẽ để lại sau đó là những sang chấn tinh thần không thể lường trước được, và họ có thể sẽ trải qua cả một thời gian dài để điều trị tâm lý. Thậm chí còn có những giả thuyết khác được đặt ra, khi những tù nhân có thể bị mắc kẹt mãi mãi ở trong chốn tù đầy. Nếu như vậy thì thật không thể nào tưởng tượng nổi. Dù sao thì cũng hy vọng con người sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trước khi cân nhắc thực hiện bất kỳ những vấn đề nào có quy mô và ảnh hưởng lớn như vậy. 10. Địa ngục trần gian. Công nghệ này thuộc lĩnh vực có nhiều nét tương đồng với hệ thống nhà tù ảo phía trên. Ban đầu, giới khoa học nói chung đã đặt ra mục tiêu phát triển một hệ thống công nghệ vô cùng tiên tiến, tập trung chuyên sâu khai thác ý thức và thực tế ảo, tạo nên một thiên đường trên trái đất. Nhưng nếu thiên đường có thể tồn tại theo cách này thì địa ngục cũng vậy, một viễn cảnh khiến người ta lạnh xương sống khi nghĩ tới. Sống và mắc kẹt trong một không gian bất định gây ra những tổn thương khôn xiết về cả thể chất lẫn tinh thần. Đây thực sự là thứ tồi tệ nhất con người có thể nghĩ tới, còn lý do tại sao có người muốn chúng được tạo ra thì có lẽ không ai có thể hiểu được, vì vốn dĩ ngay cả bản thân chúng ta vẫn còn ẩn chứa rất nhiều biến số chưa thể giải đáp. Bạn thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hấp dẫn và thú vị hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nếu muốn tìm hiểu về một chủ đề nào khác. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông cho kênh của chúng mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!